Sự nền nã trong các đường nét, chi tiết và chất liệu trở thành phong cách riêng và là mục tiêu thiết kế của Likas. Bạn có thể thấy được điều này rõ nhất trong chiếc Donna nhỏ xinh này, một sản phẩm tinh giản mà cực kỳ nhã nhặn. Không chỉ đẹp mà sức chứa cũng ấn tượng và công năng cũng không kém phần. Trong video này, hãy cùng Likas tìm hiểu những điều mới mẻ ở trong chiếc Donna nhỏ xinh này nhé. Donna là một chiếc túi gọn nhẹ, đơn giản nhưng luôn là sản phẩm được yêu thích nhất bởi sự tiện dụng. Với thiết kế ngang 23cm, cao 14.5cm, rộng 7cm, sức chứa của Donna sẽ không thua kém bất kỳ mẫu túi nào. Màu đen luôn là gam màu có thể dùng trong mọi hoàn cảnh, đi làm, đi chơi, đi tiệc hay đi du lịch. Đặc biệt hơn khi màu đen đó được thể hiện trên Donna, vừa có gì đó rất sang trọng, khí chất mà lại vừa thông dụng, dễ dùng. Gam màu kem ngọt ngào mang lại cho người dùng vẻ ngoài trang nhã, nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính. Màu kem điệu đà kết hợp với chất da crop dập vân cá sấu sẽ khiến bạn có vẻ ngoài thật ấn tượng và hiện đại. Những gam màu trung tính như tông màu xám chưa bao giờ hạ nhiệt suốt những mùa mốt gần đây luôn là những gam màu được lòng chị em khi thật đơn giản nhưng dễ dàng tôn lên nét thần thái trầm ổn, lịch thiệp của người phụ nữ trưởng thành. Gam màu tím luôn có nét lãng mạn và thơ ca rất riêng, màu tím càng đậm càng thể hiện những xúc cảm mãnh liệt, đó không chỉ là về tình yêu, đó còn là những nét đẹp tiềm tàng và ẩn sâu trong con người bạn, trỗi dậy nhiều cảm hứng về thời trang hay là phong cách cá nhân. Bên cạnh tím dâu ngọt ngào, Likas vẫn còn một gam màu đặc biệt, đó chính là tím violet. Vừa sang trọng, tao nhã, vừa mang nét bí ẩn khó cưỡng, sở hữu một chiếc túi tím violet sẽ khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi bạn. Một nét tinh khôi cho những buổi hẹn, kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển, thanh thoát của Donna cùng tông màu trắng sẽ khiến bạn trở nên dịu dàng và đầy nữ tính. Được biết đến là gam màu ấm áp, sắc xanh sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn hài hòa về màu sắc, hợp tông và rất thời trang, tất cả đều được hội tụ trong màu xanh bộ đội độc đáo. Khi chạm vào dòng da Saffiano đặc biệt này, bạn sẽ cảm nhận được những đường vân nổi đặc trưng. Với dòng da này, bạn sẽ không phải lo ngại khi chẳng may sản phẩm của mình bị dính nước và cực kỳ dễ vệ sinh nếu chiếc túi của mình bị bẩn lót. Theo quan niệm Á Đông, màu đỏ tượng trưng cho sự đầm ấm và may mắn. Chính vì thế, đây sẽ là một màu sắc không thể thiếu trong tủ đồ của bạn. Bên cạnh đó, thiết kế nhỏ nhắn của Donna sẽ giúp bạn cực kỳ thoải mái và tự tin khi ra ngoài. Màu nâu là màu của sự tin cậy và an toàn, nhưng đối với Donna của Likas, có lẽ còn hơn thế. Lớp da bào cao cấp, bóng mà ánh lên màu nâu sô-cô-la ngọt ngào, cuối cùng nâu họa tiết nhẹ nhàng, tạo nên sự ăn ý nữ tính và cực kỳ thời trang. Màu vàng là gam màu cuối cùng trong bộ sưu tập Donna lần này. Gam màu vàng tươi sáng mà vẫn dịu nhẹ, vậy nên bạn cứ thoải mái mix match theo sở thích cá nhân mà chẳng lo đối chọi hay quá nổi bật nhé. Likas mong rằng bộ sưu tập Donna lần này sẽ giúp bạn trẻ trung và tươi mới hơn, tiếp thêm năng lượng tích cực cho bạn thật rạng rỡ trong mùa hè này. Thực ra Likas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.